Theo phân tích và nghiên cứu của chuyên viên chăm sóc da tại Khánh Hư Spa & Clinic, có rất nhiều nguyên nhân gây ra mụn. Nếu không chữa trị kịp thời, mụn sẽ bùng phát và lan nhanh toàn mặt, ngực, lưng, để lại sẹo lõm, sẹo lồi, vết thâm, làm mất thẩm mỹ và mất tự tin trong giao tiếp. Khánh Hư Spa & Clinic sử dụng kết hợp công nghệ máy ánh sáng Blue Light hiện đại, máy ánh sáng sinh học, máy oxy Z3D trong điều trị mụn, triệt tiêu tận gốc mụn, làm tiêu viêm, diệt khuẩn, tái tạo da không để lại sẹo rỗ hay vết thâm. Sau khi được các chuyên gia thăm khám, bạn sẽ được thanh sạch bề mặt da bằng sữa rửa mặt và máy hút chất nhờn dưới da. Tiếp đó, chuyên gia sẽ chạy máy tia hồng ngoại bắn từng sóng điện vào khắp bề mặt da, diệt khuẩn sâu trong lỗ chân lông. Kết hợp dùng máy Blue Light với tinh chất kháng viêm trị thâm, ngăn ngừa sẹo lõm và máy ánh sáng sinh học 7 màu để kích thích các tế bào gốc của da tái tạo tế bào mới, phát triển khỏe mạnh, tăng sinh collagen giúp điều trị tốt vết thâm, đồng thời giúp da phục hồi sau mụn. Da trở nên đều màu, mịn màng, săn chắc, trắng sáng từ trong biểu bì da. Tiếp theo, bạn sẽ được đắp mặt nạ thuốc bắc trị thâm hoặc mặt nạ bạc hà kháng viêm cho mụn. Sau đó, kỹ thuật viên bắt đầu phun oxy lên khắp khuôn mặt bằng máy oxy Z công nghệ cao, bắn với tần sóng cực mạnh với một lượng lớn oxy tươi vào sâu trong da. Kết thúc liệu trình, chuyên gia sẽ thoa thuốc kháng viêm, thuốc đặc trị vết thâm chống sẹo. Với liệu trình điều trị nhanh, dứt điểm, không tái phát, không để lại vết thâm hay sẹo lõm, chỉ từ 5 đến 10 ngày điều trị loại bỏ hết mụn, từ 15 đến 30 ngày hết hoàn toàn vết thâm. Sắc tố da đều màu, lỗ chân lông được thu nhỏ, bề mặt da mịn màng, tươi sáng. Hãy đến với Khánh Hư Spa & Clinic để chữa trị tận gốc các loại mụn, mang lại vẻ đẹp tươi trẻ cho làn da và giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Khánh Hư Spa & Clinic, số 32 ngõ 35 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội, hotline 0914 956 989 hoặc website khanhhungspa.com.vn.